ơi, chú thỏ đang ăn cà rốt này. Ôi ngon chưa? Các bạn ơi, đây là một chú dê màu đen nhá. Chú dê của chúng mình hôm nay có thể ăn bánh mì luôn này các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào năm chị em nhá. Hôm nay chúng mình đi chơi đâu đây Khánh Linh ơi? Hôm nay chúng mình đi chơi ở công viên Thủ Lệ. Chúng mình sẽ dẫn các bạn đi sở thú nhé. À, bây giờ các bạn nhỏ cùng theo chân mấy chị em Khánh Linh, Gia Bảo, Minh Khoa, Minh Tùng và Minh Khôi đi thăm sở thú nha các bạn. Đây các bạn nhỏ ơi, bây giờ nha, mấy anh chị em này đang xem những chú công. Chú công màu trắng rất là xinh luôn này. Phải lông đi, phải đi. Gia Bảo ơi, có vuốt được lông không con? Đấy là con gì nhỉ? Gia Bảo ơi, con gì đấy con? Con công. Công đúng không? Hai chú công màu trắng muốt luôn này các bạn. Ôi đẹp cực luôn này các bạn ơi. Một chú công đang xè đuôi nhá. Ôi đang quay đầu vào chúng mình này. Wow. Sướng nhờ, đẹp thế. Nó vẩy bố mẹ nhiều ba cái. Nó vẩy đuôi đúng không con? Đúng ạ. Vẩy đi công ơi con. Các bạn nhỏ ơi, trước mắt chúng mình là một chú cá sấu rất là to luôn này. Wow, to quá. Tôi đi tiếp. Ồ, đi tiếp à con? Chúng mình lại đi tiếp nha. Wow. Các bạn nhỏ ơi, chú thỏ đang ăn cà rốt này. Ôi ngon chưa? Mi Khôi ơi, Mi Khôi, Mi Khôi cho thỏ ăn đúng không? Minh Khoa ơi, chú thỏ này màu gì đấy con? Chú thỏ màu xám và màu đen đúng không ạ? Đây chúng mình đến đây nha, sẽ có mua được một giỏ thức ăn với rất nhiều thức ăn cho những chú thỏ con này các bạn. Có rau muống, có cả cà rốt đúng không? Đây. Ăn chung nha. Các chú thỏ đang đói bụng đúng không con? Vâng ạ. Đây là Minh Tùng với Gia Bảo đang cho những chú thỏ màu trắng đúng không? Trắng và đốm đen. Đây là con chuột. Ủa, đây là con chuột à con? Con giống như kiểu con chuột. À đây là con thỏ chứ đúng không? Nhưng mà con thấy là giống con chuột. Ừ, giống con chuột nhỉ? Hình như là giống con chuột hơn, tai nó ngắn mà đúng không? Các bạn ơi, theo các bạn nhỏ đây là con chuột hay con thỏ nhỉ? Nhìn thì vừa giống con chuột vừa giống con thỏ đúng không con? Vâng ạ. Nhưng mà cái tai nó lại ngắn, nó không dài như những con thỏ kia đúng không? Các bạn ơi, đây là một chú dê màu đen nhá. Chú dê của chúng mình hôm nay có thể ăn bánh mì luôn này các bạn. Nó ăn được bánh mì luôn. Nó ghê quá à. Đây đây, ui, nó ăn hết bánh mì luôn này. Đâu Minh Tùng để gần vào xong tự nó ăn con. Con sợ quá à. À Khôi cho đi. Chúng mình để gần. Để gần vào nó tự nó lấy mà. Ấy. Con sợ quá à. À, dê. À, ăn luôn kìa. Ôi, dê mà biết ăn bánh mì này các bạn. Các bạn ơi, đây là nhím. Nhím à con? Vâng ạ. Đây, đây là nhím xem nhá. Đây các em ơi, ở phía bên trong nhá là có một chú nhím này. Uầy, một chú nhím rất là to đúng không? Ôi, nhìn lên có tổ nữa. Có rất là nhiều gai nhờ. Nó còn bắn được gai nữa. Nó bắn được gai đúng không con? Ở phía bên trong tổ của nó còn có mấy con nữa ấy. Đây. Có những cái gai rất là sắc luôn này. Wow, chúng mình chỗ kia chúng mình nhìn thấy là có hai con voi rất là to đúng không? Xa quá các bạn hơi khó nhìn ấy. Chúng mình chỉ nhìn thấy đấy là con voi thôi. Và chúng mình không thể nhìn kỹ được tại vì xa quá các bạn ạ. Thế con thú dữ này cho nên chúng mình chỉ được đứng từ xa và nhìn thôi nhá, không thể đến gần được. Các bạn nhỏ ơi, mấy bạn đang bảo đường này có con hổ này, bây giờ chúng mình theo chân các bạn ý đi tìm xem con hổ ở đâu nhá. Minh Khoa ơi, Minh Khoa, con thấy hổ chưa?
Mẹ con đi tìm con hổ đi. À đây rồi. Ôi các bạn ơi, chỗ này có một chú hổ rất là to luôn này. Ôi đang đi lượn vòng quanh luôn. Wow. Ôi. Gia Bảo ơi, Gia Bảo, bình thường là chúng mình mới chỉ thấy hổ này ở trên tivi thôi đúng không? Vâng ạ. Hôm nay chúng mình đã nhìn thấy hổ ngoài đời luôn rồi này các bạn. Con hổ này to lắm, nó phải to gấp mấy lần Gia Bảo luôn đây này. Con hổ này phải bánh từng bê luôn đó. Ôi, bê hổ này nặng lắm ấy. Bê con hổ này phải như người bê luôn. Thôi bây giờ chúng mình đi xem các con vật khác nữa nha, đi thôi nào. Mi Khoa ơi, Mi Khoa, bây giờ chúng mình sẽ làm gì đây nhờ? Chúng mình sẽ cho cá ăn à. À chúng mình sẽ cho cá ăn đúng không? Ở phía dưới này có rất nhiều những chú cá con này các bạn. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ thả đồ ăn xuống thì cá nó sẽ lên và ăn đồ ăn của chúng mình. Ôi, không nhìn thấy cá đâu luôn. Con cá nó lên mà không nhìn thấy. Đây là chúng mình đi sang bên này đi. Chúng mình sang bên này mới nhiều cá vàng này. Sang bên này. Cảm ơn gì? Đúng rồi đấy. Ôi, nhiều cá to quá. Đây này rất nhiều cá to luôn này các bạn. Buồn ăn. Uầy. Các bạn ơi, một đàn cá rất là to luôn nha. Rất nhiều cá luôn này. Uầy, cá to bự luôn. Các bạn ơi, chúng mình đã cho cá ăn no chưa con? Rồi ạ. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng mình sẽ đi về nha. Và ngày hôm khác chúng mình lại quay trở lại đây chơi tiếp nha. Các bạn nhỏ ơi, thế nào hôm nay Min Min TV đã có một buổi đi chơi ở công viên Thủ Lệ rất là vui này. Có rất là nhiều các con vật đúng không Minh Khoa? Rất là thích luôn này. Các bạn nhỏ ơi, nếu như các bạn nhỏ yêu thích video này của Min Min TV, chúng mình nhớ nhấn like để ủng hộ cho Min Min TV nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.